thưa quý vị khán giả, tạp chí Văn Hóa Văn Nghệ kỳ này được dành cho một thú chơi văn hóa mà một thời gian dài xem ra không còn phổ biến, thú chơi tem. Ở Việt Nam, tem ra đời vào thế kỷ 19, ban đầu chỉ dùng phục vụ bưu chính. Dần dần thì nhiều loại tem ra đời với hình ảnh phong phú và đa dạng về đất nước con người Việt Nam. Nguyên tắc tem không tái bản, do vậy thì sưu tập tem chính là cách lưu giữ quá khứ, bày tỏ tình yêu quê hương đất nước. Gần đây thì thú chơi tem đang dần trở lại, không chỉ ở các thành phố có điều kiện trao đổi sưu tập mà cả ở những vùng đất xa xôi. Như ở thị trấn Núi Sập, tận vùng Thoại Sơn, tỉnh An Giang, có ông Trần Hữu Quệ đã dành hơn nửa cuộc đời mình để sưu tầm tem, được người trong giới sưu tập tem gọi là vua tem miền Tây. Bộ sưu tập tem của ông với nhiều chủ đề khác nhau như là tem sự vụ in hình Chủ tịch Hồ Chí Minh, tem liên quan đến cải cách ruộng đất, chủ đề lịch sử ngành bưu điện Việt Nam 1954-1961. Đặc biệt thì ông đang sở hữu bộ tem quý về Hoàng Sa, Trường Sa, một bằng chứng quan trọng về chủ quyền lãnh thổ của nước ta. Những bộ tem quý giá không chỉ giá trị cao, quan trọng hơn cả là thể hiện lòng đam mê, tình yêu và niềm tự hào với văn hóa, phong tục tập quán, con người, đất nước Việt Nam. Ông còn tiếp tục truyền niềm đam mê cho thế hệ trẻ thông qua việc mở lớp học về tem, qua đó thì nuôi dưỡng tình yêu Tổ quốc qua một thú chơi tao nhã trong lòng người trẻ hôm nay. Sưu tập tem từ lâu đã trở thành một bộ môn nghệ thuật được nhiều người yêu thích, không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia khác trên thế giới. Thú chơi văn hóa này không phân biệt trình độ, nghề nghiệp, tuổi tác, bởi yếu tố cần thiết chính là lòng đam mê và sự kiên trì. Câu lạc bộ chơi tem tại trường trung học cơ sở thị trấn Núi Sập, Thoại Sơn, An Giang được thành lập vào tháng 5 năm 2006 với thành viên chủ yếu là các em học sinh. Người đề xuất ý tưởng thành lập là ông Trần Hữu Quệ, người được mệnh danh là vua tem miền Tây. Số lượng thành viên tham gia từ 40 đến 50 em, sinh hoạt định kỳ vào chiều thứ Bảy hàng tuần. Hình thức sinh hoạt khá sinh động, không chỉ cung cấp những kiến thức cơ bản về tem mà còn giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng, tự tin hơn khi giao tiếp với thầy cô, bạn bè. Theo đó, mỗi tuần, ông Quệ sẽ giới thiệu một bộ tem với nội dung gồm thời gian, hoàn cảnh ra đời, ý nghĩa của bộ tem. Cứ vậy, những câu chuyện lịch sử địa phương về Bác Hồ, Bác Tôn, về anh hùng dân tộc, ý thức về chủ quyền quốc gia với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nhiều thông điệp văn hóa sẽ được truyền tải đến học sinh bằng những con tem. Các thành viên sẽ lắng nghe, sau đó sẽ trả lời những câu hỏi có liên quan. Mỗi câu trả lời đúng, các bạn nhỏ sẽ nhận được 10 con tem. Phần thưởng giản dị nhưng thật sự là món quà ý nghĩa. Các bạn còn có dịp giới thiệu bộ sưu tập của mình với mọi người, chia sẻ những hiểu biết về tem. Phương pháp này không chỉ giúp các bạn trẻ bổ sung kiến thức mà còn giúp các bạn tự tin hơn khi phát biểu. Tham gia câu lạc bộ, các bạn trẻ có dịp giao lưu với người yêu tem bằng các hình thức tham gia câu lạc bộ Việt Stem, học cách viết thư trao đổi tem, kết giao với bạn bè trong và ngoài nước. Bằng phương pháp này, có nhiều thành viên dù chỉ mới tham gia câu lạc bộ nhưng đã có được những album lên đến gần 1000 con tem. Em rất vui khi tham gia được câu lạc bộ tem này vì câu lạc bộ tem giúp em hiểu được về lịch sử và các anh hùng văn hóa dân tộc, biết được các trận chiến lịch sử nổi tiếng của dân tộc ta, biết được nhiều dân tộc có truyền thống tốt đẹp. Em đã được hơn được 600 con tem và câu lạc bộ tem em tham gia đã được 2 tháng. Em tự hào nhất đó chính là bộ Việt Nam bưu chính. Và tại vì đây là hiện lên các trận vài trận chiến, hình Bác Hồ yêu tuổi trẻ thơ, hình Bác Hồ còn khi nhỏ ra đi tìm đường cứu nước. Em đã tham gia câu lạc bộ được 4 năm rồi. Tại lý do em tham gia là bởi vì em thấy câu lạc bộ tem là một cái câu lạc bộ rất có ích cho việc học, giống như là môn lịch sử, văn học, rồi địa lý và rất là nhiều môn khác. Tuần nào em cũng mong chờ đến thứ Bảy để được tham gia câu lạc bộ tem, được giao lưu với các bạn và được nhận tem từ chú Huệ. Dưới mái trường này, các bộ sưu tập tem học trò được ra đời. Những bộ tem đơn giản có khi là những bông hoa, những thắng cảnh của quê hương, nhưng đã phần nào thể hiện niềm đam mê của tuổi học trò. Chơi tem được ví von như cách để du lịch bằng tem. Những con tem nhỏ nhắn nhưng chứa đựng những thông tin cơ bản về đất nước, con người, thắng cảnh, văn hóa, kinh tế, lịch sử, chính trị của mỗi quốc gia. Ngoài ý nghĩa giải trí, chơi tem còn là cách cập nhật những kiến thức về quê hương, đất nước, con người. Khi được hỏi vì sao em tham gia sưu tập tem, và rồi em sẽ làm gì với những con tem này? Đa phần các câu trả lời cùng chung sự hồn nhiên. Em sưu tập tem vì muốn tìm hiểu về quê hương đất nước của mình. Em sẽ sưu tầm thật nhiều tem, sau đó sẽ tặng cho những người chung sở thích với mình. Câu trả lời chân thành, trong veo, tình cảm chung của những cô cậu học trò yêu tem. Câu lạc bộ còn là nơi những bạn trẻ cùng sở thích có dịp gặp gỡ, trao đổi, phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong công việc và học tập. Một thú chơi văn hóa đẹp đẽ đang quay trở lại và được người trẻ hôm nay đón nhận nhiệt thành. Lúc anh chị em chơi, em rất muốn tham gia, bởi vì em mới vô câu lạc bộ này thì em học được những cái kiến thức cơ bản về những cái lịch sử, rồi những cái địa phương của nước ta. Hàng tuần thì ông đến đều đặn vào ngày thứ bảy, ông đến trường trung học cơ sở thị trấn Núi Sập để tham gia sinh hoạt tem cùng các em học sinh thuộc câu lạc bộ của trường. Thì đến thì ông hướng dẫn cho các em như là cách tạo bộ sưu tập tem, cũng như là ông truyền đạt những cái ý nghĩa, như là ý nghĩa về cách ý nghĩa của con tem. Qua con tem thì có thể là hướng dẫn các em tìm hiểu thêm những cái kiến thức phong phú về quê hương đất nước. Kính thưa quý vị khán giả, câu lạc bộ chơi tem tại thị trấn Núi Sập do ông Trần Hữu Quệ khởi xướng thành lập không chỉ là một sân chơi văn hóa bổ ích lành mạnh cho các em học sinh tại địa phương, mà còn cung cấp những kiến thức văn hóa, lịch sử, đồng thời khơi gợi tình yêu quê hương đất nước. Phóng viên chương trình đã có cuộc trò chuyện với thầy Trịnh Văn Thu, là chủ nhiệm câu lạc bộ tem trường trung học cơ sở thị trấn Núi Sập, và ông Lê Văn Châu, chủ tịch chi hội tem huyện Thoại Sơn, để hiểu thêm về hoạt động của câu lạc bộ, cũng là đôi điều chia sẻ về những đóng góp của ông Trần Hữu Quệ trong việc phát triển thú chơi văn hóa này. Xin được cảm ơn thầy đã dành thời gian cho buổi trò chuyện của chương trình tạp chí văn hóa văn nghệ của đài truyền hình Vĩnh Long. Trước hết thì thầy có thể chia sẻ với Nguyễn Hiếu cũng như là quý khán giả được biết là cái cơ duyên hay là cái nguyên nhân gì đã khiến thầy tìm đến và gắn bó với câu lạc bộ sưu tập tem của mình ạ? Mình ra trường 7 năm, mình tham gia vào câu lạc bộ là 5 năm rồi. Về đây công tác 2 năm thì mình mới biết tới con tem và thấy nó có ý nghĩa, rồi nó mang tính chất lịch sử và nó cũng là một cái thú chơi rất là giúp cho con người mình có nhiều cái kiến thức, cho nên là qua đó thì mình tham gia vào cái câu lạc bộ và sinh hoạt cho đến ngày hôm nay, tính ra là 5 năm. Câu lạc bộ sưu tập tem của mình thì có những cái hoạt động như thế nào để mà giúp cho câu lạc bộ của mình tiếp tục duy trì và phát triển hả thầy? Đối với cái hoạt động thì thứ nhất là nói về cái hoạt động sinh hoạt, thì chúng tôi sẽ tổ chức cho các em sinh hoạt hàng tuần vào ngày thứ Bảy. Sau cái tiếng sinh hoạt chủ nhiệm của buổi chiều ngày thứ Bảy thì các em ở lại sinh hoạt khoảng 45 phút đến 60 phút. Còn về cái thành tích của các em thì qua những năm mà sưu tập đó thì có rất là nhiều em đã tham gia triển lãm ở khắp mọi nơi. Triển lãm ở hội tem tỉnh, rồi triển lãm ở huyện, rồi triển lãm ở thành phố, rồi cũng có những em đi triển lãm ở quốc gia. Thì cũng đạt được những cái thành tích khả quan như là những giải khuyến khích, rồi huy chương đồng, huy chương bạc, vân vân. Thì năm nào cũng vậy, năm nào câu lạc bộ cũng đến cái thời điểm triển lãm thì câu lạc bộ cũng sẽ chuẩn bị một số em mà nó đã có nhiều tem đó, thì chỉ hướng dẫn cho các em nó soạn những cái chủ đề, rồi những cái con tem mà nó thích thì làm lại thành một cái bộ sưu tập để các em tham gia triển lãm. Nếu em nào mà có nhiều thì chuẩn bị nhiều khung giống như người lớn, còn những em nào có ít thì 2 khung, 3 khung, còn những em nào mà mới vào chơi thì để tạo được cái hưng phấn, cái hứng thú cho các em thì làm 1 trang cũng được. Khi tham gia vào câu lạc bộ sưu tập tem thì các em được cung cấp rất là nhiều kiến thức về văn hóa, xã hội, về lịch sử của Việt Nam, kể cả là của thế giới nữa. Người chủ nhiệm của câu lạc bộ thì thầy nhận thấy là các em đã áp dụng những kiến thức này vào trong việc học tập của mình như thế nào ạ? Sưu tập tem thì nó mang lại hiệu quả rất là nhiều cho các em. Thứ nhất là cái kiến thức học tập, rồi những cái môn mà như lịch sử, rồi văn học, rồi những cái nhân vật lịch sử, rồi phong cảnh, rồi chủ đề quê hương đất nước, đặc biệt là cái chủ đề biển đảo mà chủ đề nóng hổi hiện nay, thì các em nó tham gia để nó hiểu thêm qua những lần sinh hoạt. Vậy thì mình đặt câu hỏi, rồi mình soạn câu hỏi, mình chuẩn bị để mình hỏi cho các em, thì các em nó trả lời và nó tăng thêm kiến thức học tập. Thứ hai nữa là con tem nó cũng là một cái giáo cụ trực quan rất là sinh động. Khi mà giáo viên dạy trên lớp thì ví dụ như học tới môn lịch sử thì ví dụ như học Trần Hưng Đạo hay là các anh hùng dân tộc, thì khi mà nói tới vị anh hùng đó thì những em mà nó tham gia chơi tem thì nó đã biết về năm sinh năm mất, hay là nó biết về quá trình hoạt động, hay là nó biết về lịch sử của cái vị anh hùng đó. Và nhờ vậy thì nó tăng thêm cái kiến thức học tập. Qua những cái lần mà sưu tập như thế thì mình tìm hiểu các em đó, thì mình biết là sau khi mà các em nó tham gia vào trong cái câu lạc bộ tem, nó sưu tập, nó biết sưu tập đến con tem, thì một số cái trò chơi khác nó lại giảm. Rồi qua cái tìm hiểu nhiều năm như thế, thì mình nghiên cứu nhiều năm như thế, thì mình thấy cái cách chơi, cái cách chơi tem ngoài cái giá trị ra thì nó còn mang cái ý nghĩa là giúp cho các em nó học tập tốt về kiến thức, về kỹ năng, và giảm bớt một số cái trò chơi không tốt ở bên ngoài. Là một người làm việc chung cũng như là gắn bó lâu năm với chú Trần Hữu Quệ, thì bản thân thầy cảm nhận như thế nào về chú Quệ ạ? Đối với bản thân tôi thì nhận thấy là khi mà tôi bắt đầu tham gia vào mà sinh hoạt câu lạc bộ tem và biết tới con tem, thì cái người mà tôi tâm đắc nhất, tôi biết ơn nhất đó là chú Trần Hữu Quệ. Chú cũng giống như là một người thầy, một người cha, dìu dắt không phải là các em không, mà chính bản thân tôi là cái người mà chú cũng đã dìu dắt giúp đỡ rất là nhiều. Chú là cái người mà sưu tập lâu năm và có nhiều kinh nghiệm, và cái sự truyền đạt của chú cho chúng tôi rất là tận tình, đó là tận tình, và cái kiến thức về văn hóa, về lịch sử của chú rất là rộng. Dân xin được cảm ơn những chia sẻ của thầy, và xin được chúc cho thầy thật là nhiều sức khỏe để mình có thể tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ của mình và đam mê của mình. Cảm ơn thầy. Thưa ông, câu lạc bộ sưu tập tem tại trường trung học cơ sở thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn của chúng ta thì đã được hình thành và duy trì hơn 9 năm nay. Như vậy thì theo ông, những hoạt động của câu lạc bộ sưu tập tem thì có vai trò và ý nghĩa như thế nào trong việc giữ gìn và phát triển các thú chơi văn hóa tại địa phương mình ạ? Chi hội sưu tập tem thì cái anh Quệ ảnh là cái vai trò là phó chủ tịch chi hội, và phụ trách về cái phần mà hướng dẫn các em để về cái cách sưu tập. Bên cạnh đó thì ở trường thì thầy cô ở trường cũng là hội viên của chi hội, ra cái tạo cho các em có thêm một cái sân chơi là tao nhã, nghệ thuật và cái có tính cái nhân dân. Thưa ông, chú Trần Hữu Quệ là một người rất là đam mê và có nhiều năm gắn bó với công việc sưu tập tem, cũng như là được mệnh danh là ông vua tem của miền Tây. Như vậy thì trên cương vị là chủ nhiệm của chi hội sưu tập tem huyện Thoại Sơn, thì ông nhận xét như thế nào về sự phong phú đa dạng cũng như là ý nghĩa của những bộ sưu tập tem của chú Quệ ạ? Quệ thì nó có rất nhiều cái bộ sưu tập, mà bộ tem của ảnh là cái nó phong phú đa dạng, nó nhiều chủ đề về ví dụ về cái con người thì của về Bắc Tôn, về đất An Giang, về nó nói chung là có nhiều rất là nhiều cái chủ đề khác nhau. Ví dụ gần đây á, thì anh Quệ cũng đang sưu tầm một cái bộ tem để mà thành lập cái bộ tem về cái biển đảo của quốc gia. Hoàng Sa, Trường Sa, Hoàng Sa. Anh Quệ có một cái năng khiếu và cái tính đam mê, đặc biệt là đam mê của sưu tập tem. Ảnh là có một cái thời gian dài để tích lũy, là sưu tầm và tích lũy được một cái số lượng tem lớn, và từ đó mà ảnh mang cái danh bạn tem đó, mà xưng cho ảnh là cái danh là vua tem miền Tây. Dân xin được cảm ơn những chia sẻ của ông và chúc cho ông thật là nhiều sức khỏe cũng như là thật hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Cảm ơn ông. Thưa quý vị khán giả, ông Trần Hữu Quệ từng chia sẻ, chơi tem là thú chơi thư giãn nhẹ nhàng cho đủ lứa tuổi. Đối với học sinh, nó có thể giúp trẻ nhận thức được quá trình lịch sử, nhận thức được sự vật xung quanh, trui rèn ý thức quốc gia dân tộc qua từng thời kỳ. Và hơn nữa cuộc đời, ông dành để theo đuổi thú chơi tao nhã ấy, không chỉ bởi niềm đam mê mà còn cả khát khao lưu giữ ký ức, hình ảnh của quê hương ở từng chặng đường lịch sử. Những chiếc bì thư cũ kỹ, úa màu thời gian, những con tem lâu đời là tài sản vô giá, là niềm tự hào của người đàn ông này. Ông là Trần Hữu Quệ, ngụ tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, một nông dân chính gốc miệt vườn Nam Bộ. Những bức thư cùng những con tem nhỏ nhắn từ nơi đây đi khắp mọi miền, đến tận nước bạn xa xôi. Niềm đam mê sưu tập tem vẫn luôn là mạch nguồn âm thầm chảy trong ông hơn 50 năm qua, một cách tự nhiên. Từ chỗ mình yêu thích những cái mẫu tem, mình thấy đầu tiên, mình coi nó như là một cái họa phẩm thu nhỏ, rồi màu sắc đẹp trên đó, những hình ảnh đẹp nữa. Thành ra từ chỗ đó là yêu thích, rồi đam mê. Và như vậy là mình không có quản khó khăn hay là cực nhọc gì trong khi mà làm những cái bộ sưu tập. Đến bây giờ thì tôi rất vui và rất tự hào là mình đã góp một phần nhỏ vào cái việc phát triển tem ở trong nước. Đây là bộ tem đã đưa ông đến với phong trào chơi tem quốc gia. Bộ tem về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiêu biểu là con tem thóc quý hiếm, tức con tem sự vụ dành cho cơ quan công vụ giai đoạn những năm đầu thập niên 1950. Giá một con tem thời ấy quy đổi bằng thóc nên còn gọi là tem thóc. Ngay lập tức, ông vinh dự nhận giải đồng tại triển lãm tem quốc gia tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh năm 1998, phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của một người yêu tem chân chính. Với ông, cuộc đời và sự nghiệp của bác luôn là niềm cảm hứng lớn lao cho việc sưu tầm. Bằng chứng là ông nhiều lần nhận được những giải thưởng tại các cuộc thi tem trong và ngoài nước với chủ đề này. Có thể hình dung vì sao một lão nông miệt vườn lại tích lũy khối lượng tài sản về tem, đồ sộ đến vậy. Hình ảnh này đã thành quen với những nhân viên bưu điện huyện Thoại Sơn hàng chục năm qua. Đều đặn hàng tuần, ông đều đến để nhận, gửi thư và xin bì thư. Năm học lớp 6, thấy bạn bè đồng trang lứa chơi tem. Quá yêu thích, cậu bé Trần Hữu Quệ cũng tìm tòi sưu tầm tem. Đầu tiên là đến bưu điện xin bì thư, tìm kiếm trong thùng rác bưu điện và trường học, rồi dần dà nhịn tiền ăn vặt để mua tem. Mỗi khi thấy người đến lấy thư, sẽ xem nội dung thì ông Quệ tiếp cận để kịp xin tem. Tình yêu tem cứ thế theo thời gian lớn lên trong ông. Từ những bức thư có được, ông cắt lấy tem. Cách bảo quản tem khá đơn giản, chỉ cần cố định tem vào quyển album, rồi dùng băng cài tem để giữ, tránh người xem tiếp xúc tay trực tiếp với tem. Bây giờ, hình thức này ông chỉ dùng trong trường hợp chuẩn bị bộ sưu tập theo chủ đề. Bởi quan niệm chơi tem hiện tại, tem còn nằm trên bì thư càng có giá trị hơn. Không chỉ sưu tập tem ở địa phương, ông còn tham gia vào những hội tem trong nước để tăng cường hiểu biết về tem. Năm 1994, ông tham gia tạp chí tem, tham gia viết bài, chia sẻ niềm đam mê về tem. Cũng từ đó, ông có thêm cơ hội kết giao với những người bạn cùng chung đam mê. Phần lớn những con tem của ông có được bằng cách đi sưu tập và trao đổi thư với bạn trong nước và quốc tế. Khi đi du lịch ở đâu, ông sẽ đến bưu điện nơi ấy để mua tem, xin bì thư đã gửi để làm giàu thêm bộ sưu tập của mình. Ông cũng có những mối quen ở thành phố Hồ Chí Minh, đều đặn sau mỗi vụ mùa, ông lại bán lúa lên thành mua tem. Nông dân miền Tây chính hiệu này là thành viên của Hội Tem Thế Giới, là trưởng ban nghiệp vụ câu lạc bộ Việt Stem, ủy viên ban chấp hành Hội Tem tỉnh An Giang, phó chủ tịch chi hội tem huyện Thoại Sơn. Đến nay, ông đã có gần 20.000 bì thư thực gửi và gần 200.000 con tem thuộc các chủ đề khác nhau trong và ngoài nước với nhiều chủ đề, tiêu biểu như Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử ngành bưu chính, doanh nhân đất Việt, danh lam thắng cảnh của đất nước. Ngoài ra, ông còn có hơn 100 quyển album tem, mỗi quyển là bộ sưu tập tem của một nước bạn. Với ông Trần Hữu Quệ, chơi tem được xem là con đường bổ sung cập nhật những kiến thức và quê hương đất nước con người, kết giao tri kỷ. Những buổi chuyện trò về tem là niềm vui nho nhỏ của ông khi đã bước qua tuổi 60. Hơn 50 năm gắn bó với thú vui này, ông cũng đã có thêm hàng ngàn người bạn tem ở khắp mọi miền đất nước và nước ngoài. Chơi tem là môn nghệ thuật rèn luyện những đức tính đẹp cho con người như sự nhẫn nại, kiên trì, tỉ mỉ và cẩn thận. Điều cần thiết và quan trọng hơn cả với người chơi tem chính là chữ tín và sự trung thực. Bởi lẽ, hình thức trao đổi tem thư qua đường bưu điện rất cần điều này. Hiện nay, bộ sưu tập của ông có những con tem quý được đặt mua với giá cao, nhưng ông vẫn không bán. Bởi lẽ với ông, những con tem trở thành bạn tri kỷ là kỷ vật vô giá. Bản thân tôi là người mà chơi thân với anh Huệ đã 10 năm nay thì tôi rất quý trọng về anh Huệ. Sưu tầm những cái bộ tem có ý nghĩa về lịch sử, có ý nghĩa về cách mạng, có ý nghĩa về bảo vệ Tổ quốc. Anh Huệ là một người mà chúng tôi đáng học tập. Tất cả các cái đức tính thường ngày và cái cách chơi tem, sưu tầm tem, cái này nó nói lên cái hiểu biết về văn hóa xã hội của anh Huệ rất tốt. Để tăng cường vốn hiểu biết cho mình, ông cũng tìm tòi tiếp cận công nghệ, mày mò học thêm ngoại ngữ. Ông thường dùng máy vi tính để liên hệ với bạn bè quốc tế, quản lý câu lạc bộ Việt Stem, đồng thời tiếp cận thông tin mới. Hiện ông đang gấp rút hoàn thành bộ sưu tập tem Hoàng Sa, Trường Sa do họa sĩ Trần Lương thiết kế, in 2 màu vào đầu năm 1988. Bộ tem này gồm 2 mẫu, một mẫu vẽ hải đội Hoàng Sa, hình người lính và chiếc thuyền, một mẫu là hình Trường Sa và Hoàng Sa trên bản đồ cổ. Ông nghĩ ra ý tưởng độc đáo, hoàn thành bộ sưu tập với chủ đề "Các nước trên thế giới công nhận Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam". Theo đó, ông sẽ viết thư tay rồi dán bộ tem này lên bìa thư, sau đó gửi cho bạn bè của ông ở nước ngoài và chờ thư trả lời. Thông qua mạng Internet, ông tìm địa chỉ của Đại sứ quán Việt Nam tại một số nước trên thế giới và gửi thư có dán tem Trường Sa, Hoàng Sa. Đây là bức thư tay ông viết gửi cho đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và bức thư hồi đáp của Đại sứ quán về sự đồng tình trước việc làm yêu nước của ông. Bằng cách này, tính từ tháng 1 năm 2015 đến nay, ông đã nhận hơn 70 bì thư có hình tem Trường Sa, Hoàng Sa được đóng mộc bưu điện của nhiều nước trên thế giới. Tâm huyết của tôi đó là cũng như mọi người là muốn làm sao có cái gì đó chứng minh Hoàng Sa, Trường Sa là của đất nước mình. Tôi suy nghĩ là cái người chơi tem thì mình làm sao bằng con tem mình giới thiệu được những cái tư liệu mình là chủ quyền của mình, biển đảo Trường Sa, Hoàng Sa là của mình. Đi cùng thời gian, con tem trở thành kỷ vật quý báu, không chỉ mang giá trị kỷ niệm mà còn trở thành những bằng chứng thép mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc. Bộ sưu tập công phu là tấm lòng của người con đất Việt, tình yêu dành cho biển đảo, một phần máu thịt của con người Việt Nam. Tem có nhiều hình ảnh sinh động, từ thắng cảnh nổi tiếng của quê hương đến nhân vật lịch sử, doanh nhân thế giới, là những bài học bằng tranh ảnh bổ ích. Người xem có thêm những kiến thức về văn hóa, lịch sử, xã hội, nuôi dưỡng tình yêu đất nước, con người. Những bộ sưu tập tem của ông không chỉ góp phần gìn giữ và phát triển một thú chơi văn hóa ý dị, mà còn là một công trình của tấm lòng xuất phát từ tình yêu, niềm đam mê chân chính. Với bộ sưu tập có phần đồ sộ của mình, ông còn một ước mong giản dị để dành truyền lại cho con cháu và chia sẻ với những ai có cùng niềm đam mê với mình. Đều đặn thứ Bảy mỗi tuần, bất kể nắng mưa, ông lại cần mẫn đến trường, đến với những cô cậu học trò nhỏ, thắp lửa đam mê bằng cả tấm lòng của một người yêu tem. Chúng tôi tin rằng ông sẽ không hề đơn độc trong chuyến hành trình lưu giữ quá khứ, lưu giữ tinh hoa dân tộc. Kính thưa quý vị khán giả, người chơi tem yêu thích những bộ sưu tập tem của ông Trần Hữu Quệ không phải bởi sự quý hiếm của những con tem mà bởi chính những thông điệp ý nghĩa, những kiến thức về lịch sử văn hóa được chứa đựng trong đó và còn là sự trân quý tấm lòng của một lão nông tri điền với quê hương đất nước. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Nguyệt Hằng xin chúc cho ông có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình. Đến đây thì chương trình tạp chí văn hóa văn nghệ kỳ này cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, Nguyệt Hằng cũng xin chào tạm biệt.